Xin kính chào các bạn Chúng tôi giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ Engin Thương hiệu Hoa Kỳ Sản xuất tại Nhật Bản Chiếc đồng hồ được sản xuất những năm 1980 Theo phong cách cổ điển Mặt kính cong lồi Viền bi gen, trẻ su, viền ngang thân trơn núm to và núm có đen xoáy để chống nước nắp sau đen xoáy chống nước đồng hồ có bề rộng là 38 mm cả núm chiều dài là 42 mm mặt số 3 kim một lịch góc 3 giờ lịch ngày lịch thứ góc 12 giờ 3 kim cộng với lại và chỉ giờ bi gen cũng như là thân đồng hồ được mạ vàng 18 carat rất đẹp. Kiểu mạ vàng là mạ vàng lại điện. Nên là khá là dày. Đồng hồ, thân đồng hồ, kính, nắp sau. Còn gần như là mới tuyệt đối. Chưa vết xước, chưa sử dụng dây của đồng hồ thì dạng cũng mạ vàng dây năm chỉ Đấy. ở hai bên này thì màu nó tươi hơn ở màu giữa thì người ta mạ kiểu gì đó nhìn nó đậm hơn đây engine đây không thấy dấu hiệu của việc chợt chạt hoặc là đã, đã sử dụng Đây là chiếc engine, à, nắp sau là ren xoáy. À, nếu mà nắp ren xoáy và phía thân thì ren xoáy thì thường là nước chịu được từ tối thiểu là 5 atm, còn thường là 10 atm. Nhưng mà mình cứ gọi là đây 5 atm vì đây người ta không để rõ. Đây là chiếc engine có model là FKA 125 dành cho nam. Đồng hồ có thể nói là mọi thứ là chưa sử dụng hàng tồn từ 1980 đến nay. Đây, kính rất đẹp. Cái kiểu cổ điển này rất chưa là thích. Bizen Trẻ Thu Su kết hợp với kính cong nồi là rất thích. Rất đẹp với cái vẻ đẹp cổ điển. Cảm ơn các bạn đã xem video.